Chào anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ nói về trường hợp mất nước làm chết nước động cơ nha anh em. Thì tụm gài có rất nhiều là anh em điện cho mình hỏi bây giờ máy anh lỡ bị đứng máy do mất nước rồi thì có cách nào không bằng. Thì thật ra là mình hướng dẫn nhằm anh em thì máy chạy được nhưng mà nó không còn ngon nữa nha anh em. Những trường hợp nhẹ nhẹ thì gọi mình thì mình hướng dẫn nó chỉ chạy lại được thôi chứ nó hết ngon như hồi nguyên thủy nó rồi, kể như là máy lỗi đó nè. Còn nhiều anh em thì bắt buộc phải bung máy ra làm hết nhưng mà làm lại chạy cũng không ngon. Thì hôm nay mình sẽ gắng làm cái video này thật là chi tiết để giúp anh em phòng ngừa cái hiện tượng mất nước làm chết nước động cơ nha anh em. Thì tụm ngày nắng nóng á nên rất là nhiều anh em bị rồi. Bây giờ nó chưa gội vụ quá nghe anh em nhưng mà là bị cũng nhiều rồi đó. Tụm ngày cũng ba bốn cuộc gọi hỏi mình cái vụ này rồi. Thì hôm nay á mình sẽ cố gắng mình làm cái video này để mình nói rõ là những cái nguyên nhân làm ra mất nước rồi gây chết nước động cơ nghe anh em đó. Thì để cho anh em mới mua máy hoặc những anh em xài máy trong thời gian gần đây á thì được biết rõ, còn anh em xài lâu rồi á người ta biết chắc ăn rồi nghe anh em. Thì hôm nay mình sẽ nói thì em biết á cái động cơ 60 mình á, động cơ 60 70 hay gì đi mà 205 hay 93 gì đó, bất kỳ cái động cơ nào nghe anh em. Nói chung là tất cả động cơ á, thì hoặc trong môi trường nông nghiệp nè là đa số là bị hiện tượng chết chết nước là nhiều nghe nè. Chết nước là nó chiếm khoảng 70% luôn. 70% hiện tượng chết nước do mất nước trong động cơ á. Thì những cái nguyên nhân á thì mình sẽ nói cho anh em hiểu. Thì anh em biết á cái lúc mà cái máy mình chạy nóng á vì sao mà nước trong mình phiên em nó xài nước giải nhiệt, thì nước giải nhiệt á thì nó sẽ làm tản nhiệt nó sẽ tốt hơn nghe anh em. Nó tản nhiệt mà ngoài cách nước á, từ cách nước nó sẽ tản nhiệt gió nó sẽ lẹ hơn đó. Thì anh em nên sử dụng đầu tiên là nước giải nhiệt nè, và nước giải nhiệt có giúp bảo vệ các cái đồng tiền nước rồi anh em, như mấy cái đồng tiền nước như dưới đây nè anh em. Anh em mà đây nè đó, anh em mà xài không tốt nó sẽ bị lủng ra trong nắp máy cũng vậy nữa, có rất là nhiều đồng tiền nước ở trong cái lóc máy cũng có luôn nha anh em. Anh em xài mà nước lọc mình á thời gian hả là mấy cái cánh quạt này nè nó bị ăn mòn hết, nó quạt bơm nước bơm trộn này nó cũng không tốt luôn, làm mục hết mấy cái mắt nước hết. Thì lúc đó là mình phải tắt động cơ ra mình làm lại. Thì đầu tiên á anh em phải là sử dụng cho mình là nước giải nhiệt nha anh em, nước giải nhiệt chất lượng á, chứ anh em đừng có mua mà can có mấy chục ngàn đó là xài không được đâu nghe anh em. Cái đó là nước nước pha màu chứ không phải là nước giải nhiệt đâu. Nước giải nhiệt là nó có quy định hết rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung vô. Thì anh em lúc mà cái máy mình hoạt động nước nóng lên á thì nước mình nó hoạt động đậy nắp cách nước á, như cái mấy máy cài hay máy cube rồi thì mình nói mở nắp cách nước á thì nó lúc mà nước nóng lên nó không có chịu áp suất lớn, còn máy mình á đậy nắp cách nước nó tất nhiên nó phải chịu áp suất cực kỳ lớn nha anh em. Đó. Nó gây ra hiện tượng mà mấy cái ống mình nè, mấy cái ống này nè như chạy thời gian nó bị giòn đi, như ống này nó cứng nè, cứ ngắt bóp không nổi luôn nè là nó bị giòn, nó sẽ bị bể nghe anh em. Mà nó bể á, là xì nước mất nước á thì cái báo điện của mình á nó chỉ báo nhẹ một cái thôi rồi nó sẽ không báo nữa, là lúc đó anh em tưởng đâu nó bị mát nó chập chờn gì đó là anh em chạy tiếp, là chạy chừng vòng hai vòng nó là tiêu, là đứt nước chết nước động cơ đó. Thì trường hợp nhẹ nhẹ thì anh em có gọi cho mình á thì mình chỉ hướng dẫn anh em á cách khắc phục nhầm cái thì nó chạy lại được nhưng mà nó sẽ bị ăn nhớt hay nó không còn mạnh như xưa nhưng mà còn chạy được nghe anh em. Nói chung là động cơ đó bị lỗi đó, rồi nhầm cái động cơ là bắt buộc chạy về nhà để làm lại máy luôn chứ không còn cách nào hết. Là dính nặng quá là phải buộc chạy về nhà rồi tốc máy ra làm lại nghe anh em.
Thì đầu tiên á thì xài nước, anh em xài nước cho mình là nước xanh. Rồi tiếp theo á là quan trọng là cái ống này đa số mà máy chết nước á, ống này là nó chiếm cũng khoảng 30-40% gì đấy anh em. Để mình tạm thời mình ngắt video đây, mình nghe điện thoại một cái. Rồi mình sẽ quay tiếp nha anh em. Đó. Thì nãy mình nói là trường hợp bể ống nước này rồi nè anh em. Đó. Rồi tới cái ống nước dưới đây nha anh em. Đa số là nó sẽ bị bể. Còn trường hợp ống nước trên đây là nhầm cái cọng dây cong go á, về anh em gắn vô nó chạy nó cọ vô đây nè. Thường thường nó có cái bát bắt vô á nè. Nhưng mà mấy cái đời máy sau á nó không có cái bát nữa, bắt nó chặn vô cho nó ship vô gọn vậy nè. Nó chạy nó cọ dây cong go vô đây nè anh em. Nó mòn ống, lủng nước cũng chết luôn. Ừ. Đó thì ba ống nước này á là ống nào cứng như ống nào cứng á, là phải thay thế như cái máy này nè. Mình điển hình máy này chết nước á, vì do ống này nè mà chủ còn gán cố tình mà buộc lại vậy để chạy, thành ra nó chết nặng luôn nha anh em. Ừ. Đó, tại vì lúc mà cái áp suất nước nó lớn đó, mấy cái này là nó chịu không bao giờ nổi đâu anh em. Ừ. Mà mấy ống này nó thành nó lại mỏng nữa, đặc biệt anh em nên mua ống hãng nha. Ừ. Ống hãng mới được nha anh em, chứ anh em mà mua ống chợ nguy hiểm lắm. Thì mình sẽ nói tiếp. Thì ở đây á mình cũng mới lấy về, sau này mình bán máy mình cũng tặng cho khách để khách về tự thay nha anh em. Tại vì cái máy zin á mình ít có khi nào thay lắm, trừ khi nào đem về nhà sử dụng thì thay. Đó. Thì mình sẽ bán bây giờ là bộ ba ống này đi. Ba ống này là sẽ là nó khoảng 400 ngàn á anh em. Ừ. Mình tính 400, thì anh em nào cần á, thì liên hệ với mình. Ừ. Thì mình ở đây thì báo hãng không nghe nè. Ừ. Mình lấy về mình chuẩn bị buôn máy đồ á, thì mình sẽ tặng cho khách đó. Tại vì mình á ở đây á, thì mình sẽ không thay, nhưng mà khách về nhà bắt buộc khách phải thay, chứ không phải là ấy. Còn anh em nào yêu cầu mình thay tại chỗ mình sẽ thay tại chỗ nghe nè. Ừ. Ừ. Rồi cái ngoài mấy cái ống này á thì trường hợp nó bể ống nước dưới này cũng có luôn nghe nè. Đó ha, anh em làm mất cái gì đó, nói chung là nó cũng có mà ít ít gặp hơn. Rồi trường hợp kế tiếp là do anh em siết mấy cổ dê nè, nó cứng quá nó làm đứt luôn cái ống anh em. Đó, nó bị xì nước ra, nó cũng bắt buộc nó cũng phải mất nước hư. Ừ. Rồi tiếp theo á là cái trường hợp này nó cũng khá hiếm gặp, nhưng mà cũng có, mình cũng gặp nhiều rồi nghe nè, là trường hợp bể đạn này nè anh em. Ừ. Bể đạn hồi đó cái máy mình chạy hình như cũng 6.000 mấy giờ đó, là nó cũng bị bể đạn đó, là mẹ mình hứng lúa sao nè anh em, là phát hiện ra liền là cái máy nó chạy nghe cái mùi khác khác, là mẹ mình kêu dừng lại, là tài xế còn cố gắng chạy thêm chút nữa, dám chút là đứt luôn nước đi luôn rồi đó anh em. Đó. Thì nhờ tài xế dừng kịp thời á, rồi mình vô mình kiểm tra rồi lại, rồi mình tháo bơm trộn đồ ra mình thay thế rồi á, là hoạt động lại ngon lành. Ừ. Là không để bị chết nước nghe nè, còn bị đứng máy rồi á là khó lắm nghe nè. Có trường hợp đứng máy rồi là động cơ bị lỗi rồi đó. Ừ. Như cái động cơ này là nó còn chạy được, bị lỗi đổ hơi, nhưng mà mình đó về mình là làm lại luôn á anh em. Đó, mình khắc phục mình làm lại. Ừ. Thì bởi vì anh em á phải cẩn thận. Rồi mà mình khuyên anh em á thì cái về cái van hàn nhiệt này nè anh em. Van hàn nhiệt này nè, tốt nhất anh em không nên tháo ra nghe anh em. Đây, trong đây đó là nó sẽ có một cái van hàn nhiệt. Thì anh em không nên tháo ra, không biết cái máy này còn không nữa. Máy này chắc tháo rồi. Thì cái van hàn nhiệt á thì anh em không nên tháo ra. Lý do á, cái van hàn nhiệt này á là nó giúp cái động cơ chúng mình á, chúng ta á, là sẽ chạy nó trong thời gian đầu á nó sẽ bốc hơn nghe nè. Nó bốc, nó giúp nhiệt độ cái máy nó nóng nhanh lên. Đó, rồi nó ổn định cái nhiệt độ đó luôn nghe anh em, chứ nó không phải là
Để gì? Bởi vì mình khuyên anh em á, thường thường anh em không khoái giống như mấy cái máy kia, em gửi qua anh hàng nhiệt là sẽ giúp mát máy. Nó không phải vậy. Trừ khi nào qua anh hàng nhiệt bị hư á thì mình phải bỏ nghe anh em, buộc phải bỏ. Còn qua anh hàng nhiệt còn xài được á thì anh em nên để, chứ không phải là bỏ ra. Còn như máy cắt mình nè, mình thấy đa số anh em bỏ qua anh hàng nhiệt á thì cái máy như tuổi thọ nó khoảng 10 năm đi, thì anh em chạy khoảng 7 7 8 năm là nó hư rồi nghe anh em, lỏng bạc rồi hết trơn rồi. Tại vì cái quan hàng nhiệt đó là nó giúp cái động cơ mình á, nó anh em đề chừng 5 10 phút á là cái nước trong động cơ nó không trao đổi qua được cái nước á anh em, là nó giúp nước trong động cơ nó nóng lên. Nóng lên tới cái nhiệt độ chừng 60 độ C gì đó. Đó là nó mở cái đó. Mở cái đó từ 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 cho nước trao đổi với nhau, là cái nhiệt độ máy mình đó lúc mà mình hoạt động nó nằm khoảng 80 tám mấy độ C là nhiệt độ ổn định, đó là nó mở hết cái van đó đó anh em. Đó. Bởi vậy anh em tốt nhất là đừng có nghe lời người ta mà bỏ cái van hàng nhiệt ra nghe anh em. Cái mình cũng nói qua nhiều cái video lắm rồi, thì cái van hàng nhiệt á là tốt nhất anh em không nên bỏ qua. Rồi tiếp theo á là cái báo điện nè anh em, thì anh em cứ giữ nguyên cho nó. Thì lúc mà cái nhiệt độ nó lên khoảng 110 110 mấy độ vậy đó, nó mới báo nha anh em. Còn tốt nhất á anh em nó nên tháo con ốc chờ để ra nè. Nếu mà Airgin nó sẽ có ốc chờ, thì anh em mua một cái đồng hồ báo nước cơ hay điện tử cho mình, cơ hoặc điện tử cũng được nha anh em. Đó, nếu đồng hồ điện tử mình hồi đó thì mình xài đồng hồ điện tử thì nó sẽ bền nghe nè. Đồng hồ điện tử nó báo được von von của cái bình, von của cái đường điện mình á, là von của bình á, bật chìa khóa lên nó báo còn khoảng mười mấy von, mười mấy von, biết cái máy mình gặp vấn đề gì đường điện gì luôn nghe nè, nó tiện vậy đó. Rồi hạt anh em á mua đồng hồ báo cơ như có cộng dây điện vậy nè, là nó để nó báo nhiệt độ thôi cũng được. Thì nhiệt độ máy mình á lên nhiêu á nó sẽ báo nhiêu. Thì mình thấy bên kênh của anh Mạnh á thì cũng có anh cũng có bán cái đồng hồ nhiệt, mình thì không có bán nha anh em, mình chỉ khuyên anh em là nên gắn thôi. Còn máy ống nước này á thì mình nói với anh em rồi là máy nào cũ cũ á thì anh em phải gắn lên cho thay đổi cho mình. Thay đổi nghe nè, chứ không phải là để cho nó tới bể rồi anh em tiếc nuối có mấy trăm ngàn mà nó gây ra ảnh hưởng là chết động cơ, là mất mấy chục triệu á anh em, chứ không phải là mấy trăm nữa. Đó, anh em nào cứ kiểm tra ống nước đồ, rồi kiểm tra độ gơ của này, anh em còn nguyên cánh quạt á thì anh em cầm á, anh em lắc lắc á thì dễ lắm, nó gơ là anh em biết liền à, nó gơ là anh em thay. Mà anh thay em thay á, thay đồ hãng cho mình chứ đừng thay mấy hàng chợ 500 600 ngàn gì đó, là nó bể là mất công lắm nghe anh em. Còn máy ống nước này á anh em cứ mua hãng cho mình. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ cho mình nha, mình thì bán ba ống này khoảng 400 ngàn á, mình cũng chưa tính gõ giá nữa, thì giá nó thì thay đổi hoài à, nên mình cũng không có báo giá chính xác cho anh em được. Anh em nào cần á, thì liên hệ với mình. Còn mình mua máy bịch đó, đó là nói chung mình bán máy mình sẽ tặng cho khách nha anh em. Thì họ mình sẽ gáp trục bô đồ động cơ đồ vô để gắn nước trong nước xanh đồ vô để thôi nó mục mấy mắc nước hết nha anh em. Thì cái động cơ này mình chạy thử rồi rất là ok, mình làm là nói chung là rất là ok rồi nha anh em. Mấy cái ống dầu viết nó chai nó còn bị nhiễu dầu luôn nè anh em. Bởi vậy chạy là cái máy này là cực kỳ mạnh, mình làm á theo gin nó luôn, mình chưa có tăng lượng dầu vô gì hết, nhưng cực kỳ mạnh nghe anh em. Tại vì cái động cơ này là của 68G đó, mạnh lắm nghe anh em, nó mạnh cũng như đời đầu của 70 vậy đó, nó mạnh lắm, nhịp ga là bốc bốc liền. Để khi nào mình gáp xong á mình thử cho anh em xem. Thì mình làm cũng hết 6 7 triệu gì á nè, 6 7 triệu tiền đồ á, thì mình làm đồ hãng không mà nghe anh em. Đó thì mình làm cái nào là chắc ăn cái đó, gòn rồi là mình không có thay, mình tận dụng rồi, chỉ còn mặt máy là mình thay thôi,
thay con một máy hãng nè, bạc hãng nè đó. Rồi mấy dòng Sinh, Ford được đó, cái nào cần hãng tại vì đồ nó còn tốt lắm. Thì anh em nào cần mua động cơ này á, mình để lại 35 triệu nha anh em, mà mình khuyên là máy cắt không nên để lên nha anh em, tại vì mình có làm nhiều cái động cơ rồi, tuy tuy là mình bao mảnh cho anh em, nhưng mà cái mình sợ cái lồng thôi, cái lồng đóng lại anh em, lúc nào thường thường thợ ta đóng lồng á là nó chạy nó áp suất lớn quá. Hồi đó mình gáp mấy cái á, mình để ý rồi khoảng năm mấy 2 năm sau là nó bị tét ngay chân cái lồng đó, nó hư đó. Thì như cái mấy máy này để lên máy cộ, máy chở đất hay máy chạy sông gì đó là ngon lành luôn, ngon lành cành đào luôn. Chứ để trên máy cắt á, thì mình đảm bảo là chạy mạnh cho anh em thôi, chứ không biết bền, có thể bảo hành cho anh em tháng cũng được bình thường đó, nhưng mà nó sẽ không bền nha anh em, nó thiệt đồng lóng. Ủa, cái lồng bị đóng rồi á, mình không biết làm sao đó, nên mình khuyên anh em đó là không nên tái sử dụng lại mấy cái động cơ mà đóng lồng để chạy máy gặt nha anh em, cái đó mình nói thiệt với anh em luôn đó. Còn người ta bán đâu bao đổi gì đó thì mình không biết, nhưng mà mình á, riêng mình á thì máy mình làm á thì mình biết nha anh em đó, tại vì mình cũng có thắng hồi đó mình cũng làm máy, mình biết để mất công lắm, lên mà chạy nó chừng 5 2 năm rồi nó nứt lồng rồi chạy yếu xìu quá, cũng ngon lành gì, tốn tiền nữa, thà tốt nhất bỏ đổi động cơ zin mới chạy nghe nè. Cái đó mình cũng khuyên nhiều anh em lắm rồi, tuy bây giờ mình chưa có động cơ zin nhưng mà mình cũng khuyên anh em á, là cứ kiếm chỗ á, nào được á, thì mua động cơ zin mà đổi để mình chạy máy gặt. Máy gặt là nó cho chạy cái chịu cái áp suất lớn lắm nghe nè, chứ không phải như mấy máy mà thường mình động cơ nó đã bản thân nó đã không đủ công sức để đáp ứng cho cái máy rồi, mà nó còn phải gồng gánh thêm đủ các loại hết trơn, bởi vì nó không có bền được nghe anh em. Thì nãy mình nói với anh em á, là các cái nguyên nhân nó gây ảnh hưởng đến mất nước đó anh em, thì anh em chú ý cho mình. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ nói qua cái trường hợp là mất nhớt nghe anh em. Cái trường hợp này là có luôn rồi đó, chứ không phải là không có đâu. Thì mất nhớt á, thì đôi khi cái ống này nè anh em, là nó gung gung nó bị nứt gì đi, là nó bị mất xì nhớt ra. Nhầm anh em á, thay nhớt động cơ á, mà thay rồi quên nhận lại á, quên quên nhận ốc lại hả, tao bỏ ra mà chạy máy nhích một chút là nó hư luôn, chứ nó mất nhớt là hư liền luôn á anh em. Đa số á, là mất nhớt á, là cái máy cũ á, là thường thường nó mất con ốc, ủa mất cái đầu đậy này nè anh em. Mất cái đầu đậy này, như cái máy này bị mất nè, đóng cái con ốc khác vô luôn nè đó, em thấy chưa, nó chạy thời gian nó bị chai á nè, nó bay mất tiêu cái nắp này, nó xịt nhớt mất, chết chết nhớt. Chết nhớt thì ít hơn là chết nước, thì anh em có phải chú ý cho mình thật kỹ. Bây giờ mỗi ngày á, anh em như ngày đầu tiên ra chạy á, thì anh em chạy chừng 2 3 vòng là anh em phải quay qua kiểm tra cái máy mình coi có gỉ nước ở đâu không nghe anh em. Thấy cái gỉ nước mà nước xanh á, mình khi anh em xài nước xanh á, gỉ nước xanh đâu là mình phải kiểm tra liền, chứ không phải mình gán. Bất kỳ nó gỉ đâu như học hóc kẹt nào mình không biết, nhưng mà gỉ nước đâu á là anh em phải kiểm tra. Còn máy mình á, để qua đêm sáng hôm sau mà thấy nước nó ứ động ở đâu á là kiểm tra càng kỹ hơn nha anh em, cái trường hợp đó nó khó phát hiện hơn nữa. Bởi vậy mình nói với anh em á, là phiên với anh em á, phiên rất nhiều luôn, là mình phải bảo vệ trên cái máy cắt á, quan trọng nhất cái động cơ thôi anh em, nó thiệt luôn là anh em phải bảo dưỡng thật là kỹ, như cái khung sườn hay cái gì đi nó nát bét hết nhưng mà cái động cơ còn được á, là anh em cứ hàn đắp cho anh em xài tiếp. Rồi mình cũng phải nghe điện thoại nữa nghe anh em, nãy giờ mình đang nghe điện thoại mình không biết mình nói tới đâu nữa. Nói tóm lại á, thì anh em á kiểm tra mấy ống nước này cho mình cứng thay,
Rồi kiểm tra đường nước lúc anh em ra ruộng chạy á, anh em coi có như mấy cổ về anh em làm không sát á, nó sẽ gịnh 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 ra từ từ nghe anh em đó. Anh em kiểm tra cho mình mấy cái cổ dê xiết trên đây ở dưới đó, đó. Hay cái cổ dê ở đường ống xả nước này cũng vậy. Ừ. Rồi tiếp tục là nắp nhớt. Thì anh em cái nắp nhớt này thì anh em kiếm cái gì á, anh em mua mới thay hoặc kiếm con ốc gì á làm cái bát câu xuống nhận dưới đây nè anh em. Thì nó sẽ an toàn nghe anh em. Thì cái đó mình phiên anh em. Rồi phiên anh em là nên mua thêm cái đồng hồ điện tử hoặc đồng hồ cơ bên kênh anh Mạnh ha, mua ở mấy cái tiệm bán phụ tùng ô tô gì cũng có nghe anh em. Đó. Thì anh em mua cái đầu chuyển đổi này nè, có 20.000 gì hay gì à, thì nó có bán ở tiệm phụ tùng ô tô sẵn luôn, anh em mua về chỉ lắp vô vậy thôi. Đó. Là cái có cộng dây đồng hồ lên, cái đồng hồ cơ thì nó không tiện bằng đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử đó, thì nó có báo bình đồ luôn nghe anh em. Thì nó tiện hơn. Khi anh em và anh em nào cần á, thì liên hệ với mình mấy cái ống nước. Rồi sau đây mình sẽ để mấy cái hình ảnh cái máy một đời 2018 70G giá 180 triệu. Anh em nào cần á, cũng liên hệ với mình nghe anh em. Thì sau đây mình sẽ để với tiếp cái video này. Thì anh em nào cần á, mình sẽ để cái số điện thoại liên lạc ở dưới màn hình, anh em tiện anh em gọi tụm ra mình làm quên anh em. Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây nghe anh em.